đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên kéo dài 90 phút vào sáng mai theo giờ Việt Nam. Sự kiện chưa từng có tiền lệ giữa hai ứng cử viên cao tuổi nhất và là cuộc tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ khi chưa có ứng cử viên nào được đảng của họ chính thức đề cử. Phiên tranh biện đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay là cuộc đối đầu lịch sử giữa một đương kim tổng thống và một cựu tổng thống. Và người dân Mỹ đang rất chờ đợi khi thăm dò cho thấy 4 trên 10 người sẽ xem trực tiếp. Sau 4 năm, cuộc tái đấu sẽ định hình cuộc đua giữa ông Trump và ông Biden như thế nào? Cuộc tranh biện ngày 27 tháng 6, thử thách lớn đầu tiên đối với hai ứng cử viên. Sự kiện đa phần người dân Mỹ không thể bỏ lỡ. Như vậy là chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là cử tri Mỹ sẽ đi bầu tổng thống dự kiến vào thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 2024. Và như thông lệ thì thời điểm này là mùa tranh luận giữa hai ứng cử viên trước thềm bỏ phiếu. Một câu chuyện quốc tế ngày hôm nay do biên tập viên Kim Huệ trình bày sẽ đi sâu về câu chuyện này. Chị Kim Huệ thân mến ạ, không biết là chuỗi các sự kiện tranh luận giữa các ứng viên tổng thống Mỹ thì thường được tổ chức như thế nào ạ? Vâng, xin chào chị Thu Vân, xin chào quý vị khán giả. Hai cuộc tranh luận sẽ được đài CNN và ABC tổ chức vào ngày 27 tháng 6 và vào ngày 10 tháng 9. Cuộc tranh luận đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ tối nay, theo giờ bờ Đông Mỹ, tức là 8 giờ sáng mai, theo giờ Việt Nam, kéo dài trong 90 phút. Tham gia tranh luận chắc chắn là có Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là những ứng cử viên duy nhất đủ điều kiện tham gia tranh luận. Các ứng cử viên sẽ được phát bút, một tập giấy và một chai nước. Ngoài ra là không được sử dụng bất cứ sự trợ giúp nào khác. Trong hai khoảng thời gian nghỉ quảng cáo thì nhân viên của cả hai bên cũng không được tương tác với ứng cử viên của mình. Theo kết quả thăm dò dư luận trên toàn quốc do tờ The New York Times công bố ngày 26 tháng 6, thì cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024 được dự báo sẽ rất xít sao trên phạm vi toàn nước Mỹ và tại các bang chiến địa nói riêng. Trước thềm cuộc tranh luận đầu tiên, thì Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang nhận được tỷ lệ ủng hộ của cử tri Mỹ là 45%, trong khi đối thủ Donald Trump thì nhận được tỷ lệ nhỉnh hơn một chút là 46%. Dù kết quả xít sao nhưng mà đây được coi là những bước cải thiện đối với Tổng thống Biden, người đã bị tụt lại trong các cuộc thăm dò khác trong suốt 9 tháng qua. Ông Biden thì cũng đã san bằng khoảng cách với đối thủ sau khi ông Donald Trump bị bồi thẩm đoàn ở New York kết tội hồi cuối tháng 5. Tại các bang chiến địa thì dù ông Trump vẫn dẫn trước nhưng mà chỉ duy trì khoảng cách khá hẹp với ông Biden. Như vậy là hai bên vẫn ở tư thế khá là cân bằng ngay trước thời điểm mà diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên. Điều này cho thấy là cử tri vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn quyết định vào thời điểm này và sự kiện tranh luận ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các chiến dịch tranh cử của cả hai ứng cử viên. Vâng, như vậy là cuộc tranh luận sáng mai theo giờ Việt Nam sẽ là cuộc thi đấu công khai đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong mùa bầu cử năm 2024. Thực tế là thời điểm diễn ra trận đấu đầu tiên sớm đến mức mà hiện chưa có ứng cử viên nào chính thức nhận được và chấp nhận đề cử tranh cử của đảng mình. Cuộc tranh luận sẽ đánh dấu giai đoạn mới của cuộc đua Tổng thống khi còn chưa đầy 5 tháng nữa là sẽ đến ngày bỏ phiếu. Theo một bản ghi nhớ của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, ông Biden có 3 chủ đề tranh luận ưa thích là quyền phá thai, tình trạng hiện tại của nền dân chủ và nền kinh tế Mỹ. Còn đội của ông Trump trước cuộc tranh luận thì đã chỉ ra các vấn đề nhập cư, an ninh công cộng và lạm phát là những vấn đề chính. Cũng có khả năng hai ứng cử viên sẽ cân nhắc nói về chính trị quốc tế do các cử tri vẫn còn chia rẽ về việc liệu Mỹ có nên tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel hay không. Việc tắt tiếng micro của ứng cử viên kia trong khi ứng cử viên còn lại phát biểu được hy vọng sẽ tránh tái diễn tình trạng tranh nhau nói trong các cuộc tranh luận vào năm 2020 của ông Biden và ông Trump. Cuộc tranh luận được cho là sẽ mang lại sự tương phản rõ rệt nhất giữa hai ứng cử viên lớn tuổi nhất từng tranh cử Tổng thống Mỹ. Tôi nghĩ các cuộc tranh luận chính trị xoay quanh hai thứ, đó là thông điệp và những khoảnh khắc đáng nhớ. Vì vậy, phải truyền tải thông điệp một cách nhất quán trong suốt cuộc tranh luận, nhưng cũng phải có một vài khoảnh khắc nổi bật, có thể nói là thứ mà báo chí sẽ chú ý đến, giúp phát huy được lợi thế cạnh tranh của ứng cử viên. Phía cựu Tổng thống Trump được cho là sẽ gây áp lực để Tổng thống Biden chứng minh thành tích của chính quyền ông trong vấn đề nhập cư và lạm phát. Tôi không nghĩ phía ông Trump sẽ kiềm chế ông ấy trong tranh luận, vì tôi nghĩ phong cách của ông ấy là một phần sức hút đối với những người sẽ bỏ phiếu cho ông ấy. Tôi nghĩ là nên gợi ý những cách để ông ấy có thể liên tục quay lại với thông điệp mà ông ấy muốn nêu bật. Còn một giáo sư ngành báo chí thì chỉ ra một số rủi ro đối với Tổng thống Biden.
Tôi nghĩ rằng sẽ rất mạo hiểm nếu ông Biden nhấn quá mạnh vào các phán quyết hình sự đối với ông Trump. Mặt khác, tôi không nghĩ có thể tránh được điều đó. Vậy nên tôi nghĩ nếu ông Biden mở rộng thành vấn đề năng lực đảm nhiệm chức vị tổng thống của ông Trump và một số vấn đề về tính cách thì có lẽ là một chiến lược tốt hơn. Điều quan trọng nhất là sự kết nối và tạo ra lượng cử tri tin rằng ứng cử viên tranh cử vì họ. Tôi thường nói cử tri bỏ phiếu vì ba lý do. Một là vì họ nghĩ bạn có năng lực, hai là vì họ nghĩ bạn tranh cử vì họ, và ba là vì họ thích bạn. Thông thường, các cuộc tranh luận không nhất thiết là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Tác động được cho là sẽ cải thiện niềm tin của cử tri và kiến thức của chính họ về các vấn đề chính trị, khiến họ có xu hướng đi bỏ phiếu và quyên góp cho các chiến dịch tranh cử. Vâng, hiện quan điểm của nhiều cử tri Mỹ đang có sự phân vân. Trong các cuộc phỏng vấn nhanh bên ngoài Nhà Trắng, thì các cử tri được hỏi thì đã chia sẻ về cuộc tái đấu giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Tôi không thích ứng cử viên nào, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là thể chế của chúng tôi. Nó sẽ tồn tại bất kể các ứng cử viên là người như thế nào. Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời. Có lẽ cuối cùng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Không có ứng cử viên nào tốt hơn thực sự có thể cạnh tranh được. Thành thật mà nói, tôi khá lo lắng. Tôi cảm thấy kết quả sẽ khá hỗn độn, cảm giác giống như nồi áp suất vậy. Đất nước rất phân cực. Và thành thật mà nói, tôi cảm thấy các sự lựa chọn của chúng tôi hơi ít khi chỉ có hai người. Cá nhân tôi vẫn chưa quyết định. Tôi đang chơi trò chơi phút cuối để xem thế nào. Tôi cảm thấy ông Biden đã gặp phải tình huống thực sự tồi tệ khi đại dịch COVID-19 ập đến, rồi vấn đề Ukraine, và trước đó là Afghanistan. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta phải ghi nhận công lao của ông Biden. Ngay cả khi tình hình ban đầu rất tồi tệ, tôi nghĩ ông ấy đang đưa tình thế đất nước trở nên ngày càng tốt hơn. Và một cuộc thăm dò mới của trung tâm nghiên cứu AP NORC cho thấy là khoảng 4 trong số 10 người Mỹ nói rằng họ sẽ theo dõi cuộc tranh luận vào sáng mai. Như vậy là nhiều hơn bất kỳ sự kiện tranh luận nào khác ở Mỹ. Và thông thường thì các cuộc tranh luận tổng thống thì không ảnh hưởng đến số lượng phiếu bầu đến mức quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Nhưng mà khi cuộc đua xích sao như là cuộc bầu cử lần này thì các cuộc tranh luận có thể đóng một vai trò quan trọng. Tôi nghĩ không chỉ người dân Mỹ đâu ạ, mà có lẽ là người dân ở nhiều quốc gia khác cũng rất là quan tâm đến cuộc tranh luận này, vì họ cũng tò mò là không biết các ứng viên họ sẽ cam kết điều hành nước Mỹ như thế nào nếu như đắc cử. Xin được cảm ơn chị Kim Huệ với phần tiêu điểm ngày hôm nay ạ.